Dương Mịch xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, già đi thấy rõ giữa ồn ào của Lý Dịch Phong. Thời gian này, đời tư của Dương Mịch đang được soi nhiệt tình vì cô vô tình vướng vào ồn ào mua dâm của Lý Dịch Phong. Một nguồn tin cho hay, sau khi rời Gia Hành, Dương Mịch không có ekip trang điểm cố định. Mỗi khi tham gia sự kiện, nữ diễn viên phải thuê nhân viên bên ngoài. Bên cạnh đó, stylist mới cũng không hợp phong cách trước kia của Dương Mịch, vì thế khí chất của cô thay đổi rất nhiều. Vốn muốn tạo hình dịu dàng hơn, nhưng những lần xuất hiện gần đây, Dương Mịch thường xuyên lộ hết khuyết điểm. Chẳng hạn như trong buổi livestream nhãn hàng mới đây, nữ diễn viên lên đồ đơn giản, tóc xõa trong thanh lịch nhẹ nhàng. Dù rất ổn áp nhưng trong Dương Mịch ở loạt ảnh chụp màn hình có vẻ rất đậm tuổi, so với ảnh từ studio cũng khác một trời một vực. Một số trang mạng chuyên bàn chuyện showbiz mới đây cũng đưa tin Dương Mịch đang chèn ép dàn nữ phụ trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, tác phẩm hiện đang thu hút sự quan tâm từ khán giả. Theo đó, Dương Mịch khi nhìn thấy tạo hình của dàn nữ phụ hiện đang được cư dân mạng khen đẹp, nên cảm thấy không thoải mái. Chính vì vậy, nàng mỹ nhân đình đám này đã yêu cầu ekip phim không được để cho tạo hình dàn nữ phụ đẹp hơn cô. Thời gian này, Dương Mịch đang bị ảnh hưởng nặng khi Lý Dịch Phong bị bắt vì vụ mua dâm hàng loạt. Nữ diễn viên từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò với nam tài tử tai tiếng này. Theo đó, Cổ Kiếm Kỳ Đàm chính là dự án phim giúp Lý Dịch Phong lên hàng đại lưu lượng, trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu. Trong phim, Lý Dịch Phong và Dương Mịch đóng vai một cặp đôi từng gặp gỡ lúc nhỏ, sau này trưởng thành gặp lại, cùng nhau vượt qua bao chông gai chốn giang hồ. Ngoài ra, người xem cũng thích thú trước sự kết hợp giữa hai đại thần nhan sắc Lý Dịch Phong và Dương Mịch, những cảnh tình cảm được cặp đôi thể hiện cực ngọt ngào. Sau này, Lý Dịch Phong và Dương Mịch vướng tin đồn có tình cảm đặc biệt sau khi đóng chung dự án điện ảnh Phanh Nhiên Tinh Động. Thời điểm đó, Dương Mịch vẫn đang là vợ Phùng Thiệu Phong. Câu chuyện tình cảm này từng khiến giới giải trí xứ Trung tốn nhiều giấy mực. Paparazzi Trác Vĩ lên tiếng khẳng định Dương Mịch, Lý Dịch Phong đã cùng nhau chung sống thử. Tuy nhiên, đến năm 2019, hai ngôi sao đều kiên quyết phủ nhận tin đồn này, khẳng định sẽ kiện những người tung thông tin sai trên mạng xã hội. Mới đây, theo truyền thông quốc tế đưa tin, Lý Dịch Phong đã gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi chân thành nhất sau những bê bối mà anh đã gây ra. Nam diễn viên cũng gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người và nhắn nhủ đến fan hâm mộ, đừng chờ ngày anh tái xuất. Được biết, một số fan đã cho đăng tải thông tin xin lỗi của Lý Dịch Phong trên trang Weibo. Hiện tại, tất cả tài khoản mạng xã hội của Lý Dịch Phong đã chính thức bị đóng băng sau khi scandal nổ ra. Vì thế, nam diễn viên họ Lý không thể lên tiếng xin lỗi trực tiếp mà phải thông qua người hâm mộ. Bên cạnh đó, Lý Dịch Phong cũng chính thức gửi lời tạm biệt đến khán giả. Theo một số nguồn tin cho hay, công ty giải trí của Minh Tinh Kính Song Thành cũng đã giải tán. Các nhân viên cũng đã đi tìm việc làm mới. Lý Dịch Phong đã trở về quê nhà với bố mẹ ở Tứ Xuyên, chuẩn bị lên kế hoạch ra nước ngoài sinh sống. Cách đây ít ngày, theo 163 đưa tin, Lý Dịch Phong đã chính thức được trả tự do sau khi bị công an Bắc Kinh tạm giữ với hành vi mua dâm. Xuất hiện tại công ty giải trí, nam diễn viên sinh năm 1987 ăn diện kín đáo, đội mũ và đeo kính râm, né tránh ống kính của truyền thông, nhanh chóng di chuyển vào phía trong dưới sự hỗ trợ của quản lý. Nhiều người hâm mộ đã đứng phía ngoài để chờ đợi, nhưng Lý Dịch Phong có thái độ phớt lờ, một mạch đi thẳng vào công ty. Trước đó, chiều 11 tháng 9, trang Sina và hàng loạt báo Trung Quốc khác đồng loạt thông tin, cảnh sát thông báo bắt một nam diễn viên họ Lý 35 tuổi. Sau khi bị bắt, đối tượng thừa nhận mua dâm bất hợp pháp nhiều lần. Nam diễn viên họ Lý bị xử lý hành chính và tạm giam để điều tra. Ngay trong đêm 11 tháng 9, Lý Dịch Phong chính thức bị phong sát trên mọi mặt trận. Hiện tại, nam diễn viên đang đứng trước nguy cơ đối mặt với khoản tiền bồi thường lớn lên đến vài trăm triệu nhân dân tệ tại các nhãn hàng mà anh giữ vai trò đại sứ.